và chúng ta cũng thấy một cái tài liệu khác được chia sẻ trực tiếp bởi crypto khoan thì cũng như chúng ta đã nói hồi nãy giờ đã crypto khoan dựa theo cách tính của họ thì chúng ta nhìn thấy được là cái đường màu trắng này đã có sự tăng trưởng cái đường màu trắng này là đại diện cho cái sự tích lũy đến từ những tổ chức đầu tư các bạn thì gần đây những thứ đầu tư lại có hứng thú trở lại thì tôi nghĩ là những cái công ty lớn như là các bạn thấy Fidel đi BlackRock thì có thể là họ đã tích lũy từ lâu rồi chứ không phải là họ thông báo họ muốn có một bịch transport ETF họ đệ đơn như SEC rồi họ lên thị trường để mà thu mua đâu họ đã tích lũy một thời gian rồi nhưng mà không phải ai cũng nghĩ như vậy các bạn đương nhiên BlackRock là công ty lớn Fidel là công ty lớn nhưng mà chúng ta còn rất nhiều à, những cái công ty tài chính khác có thể là họ đã ngủ quên khi mà không còn quan tâm đến crypto nữa và đột ngột thấy hành động này của blackrock dẫn đến những quỹ đó cũng fomo các bạn những cái quỹ cũng là những người như là thuộc người các bạn lãnh đạo mà thôi thì đương nhiên sự fomo và sự sợ hãi đều có hết cho nên chúng ta thấy là cũng có nhiều những cái quỹ đầu tư thất bại như vậy tại vì cuối cùng những quỹ cũng được lãnh đạo bởi những người mà sẽ bị chi phối bởi tâm lý thì hồi nãy chúng ta nói tới thông tin chúng ta nói tới cái tài liệu từ coin share chúng ta nói tới tài liệu từ crypto khoan à, thì chúng ta thấy gì đến từ một trong những cái tài liệu mà nhiều bạn quan tâm đó chính là cái dữ liệu liên quan tới Bitcoin Hitmap à, và đây là cập nhật mới nhất các bạn ngày 3 tháng 7 ngày hôm nay thì những bạn nào mà theo kênh thì cũng đã biết cách đọc rồi nhưng mà nào mới đến thì cũng đơn giản thôi các bạn thấy được là ở bên tay trái đó chúng ta thấy những con số này là đại diện cho những cái số lượng BTC được lưu trữ bởi những cái nhóm người khác nhau Bắt đầu với cái nhóm địa chỉ ví mà có dưới một BTC rồi tới 1 tới 10 rồi tới 10 tới 100 rồi bên trên hết là hơn 10.000 BTC có nghĩa là những cái ví cực lớn các bạn và cái màu của bạn nhìn thấy màn hình lên thì cũng dễ mà thôi từ màu đỏ bên dưới số 0 lên tới số 1 đó thì đỏ có nghĩa là có sự phân phối các bạn như là BTC rời khỏi những cái ví này và xanh khi là tích lũy thì các bạn đã thấy một thời gian dài đó chúng ta nhìn thấy trong vòng 2 3 tháng qua thì cái số lượng BTC được tích lũy nhiều nhất là tích lũy vào những cái ví mà có hơn 10.000 BTC, những cái ví lớn các bạn nhưng mà gần đây các bạn thấy là những ví lớn đã chuyển qua thành màu gì rồi gần như là màu đỏ rồi các bạn nằm ngay bên dưới này có nghĩa là chúng ta đang chứng kiến những cái ví cực lớn thì họ đang phân phối lại BTC còn nhóm nào đang thu mua các bạn chúng ta nhìn thấy được cái nhóm mà đang có sự tích lũy đó là từ 1.000 cho đến 10.000 BTC các bạn thấy được là cái nhóm đó đã chuyển từ đỏ sang xanh còn những nhóm còn lại đó thì chuyển từ đỏ sang vàng mà thôi có nghĩa là đang trung lập hiện bây giờ không có dấu hiệu là tích lũy nhiều nhưng mà cái nhóm tích lũy nhiều nhất bây giờ đó chính là từ 1.000 tới 10.000 thì có khả năng là chúng ta đang thấy dấu hiệu tích lũy đến từ những cái quỹ như thế khi chúng ta nhìn vào những cái tài liệu đến từ con đến từ crypto khoan mới đây có nghĩa là chúng ta vẫn đang chứng kiến là có những tổ chức đầu tư thu mua Còn bản thân Thuận thì làm gì? Các bạn có biết là Thuận cũng tích lũy không ngừng nghỉ thời gian qua Thì ở mức giá BTC này đó, thì Thuận cũng đang suy nghĩ đến là sẽ chút là một phần để mà cân bằng lại với một đầu tư của bạn Tại vì sau khi mà mua thêm một căn nhà đó thì cái số lượng tiền mặt của Thuận đã giảm xuống còn có 8% mà thôi Thậm chí bây giờ Thuận nhớ là còn có 7 mấy phần trăm Cho nên Thuận muốn bán bớt crypto để có thể cân bằng lại cái phần trăm tiền mặt đó Thuận sẽ chia sẻ thêm nếu như mà Thuận chốt lời Nhưng mà các bạn thấy được là mỗi lần chúng ta nhìn thấy sự phân phối đến từ vị lớn đó, thì cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ thấy giá đi xuống chỉ là các bạn thấy mỗi người đều có những nhu cầu khác nhau như thường vừa chia sẻ với các bạn thường khi mà thông báo chút lời đó thì không nghĩa là giá sẽ đi xuống chỉ đơn giản là đó là cái thời điểm mà đối với danh mục đầu tư cá nhân của thuận cần phải được cân bằng mà thôi nhưng mà khi mà thuận có quyết định thuận sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn và một chuyến tài liệu khác nữa đó thủ muốn chia sẻ là cái số lượng BTC đang có lời bây giờ là bao nhiêu dựa theo Classno Thì các bạn thấy được là hiện bây giờ ở mức là 80% 80% thì cũng coi như là ok các bạn Nó nằm ngay chính giữa Nghĩa là cái dùng màu trắng như thế này Chỉ khi nào mà chúng ta thấy cái đường màu cam này đó Đi vào dùng màu hồng bên trên đó, Thì chúng ta mới lo lắng mà thôi Và đương nhiên khi cái đường màu cam này Nằm ở bên dưới cái đường màu xanh lá cây Có nghĩa là hơn phân nửa Những cái BTC đang lỗ Thì lúc mà chúng ta nên thu mua dựa thực sự đó Chính là những lúc mà nhiều người lỗ nhất các bạn Nhưng mà đáng tiếc ngay cái thời điểm mà nhiều người lỗ nhất là cái thời điểm mà nhiều người lo sợ nhất Thì có thể nhiều bạn nói là tại sao mà những cái biểu đồ như thế này đó không được chia sẻ lúc mà giá đi xuống Mà bây giờ đó giá hồi phục thì mới nói tới Thật ra lúc mà các bạn nhìn thấy được là giá của BTC giống như thời điểm tháng 11 đó Thì các bạn đã thấy được là một thời gian đường màu cam này đã nằm trong vườn màu xanh lá cây và Thùng cũng đã từng chia sẻ rồi chỉ đáng tiếc lúc đó nhiều bạn có tâm lý rất là hoảng sợ và nhiều bạn có tâm lý là giá BTC sẽ xuống à, còn 12.000 đô, 11.000 đô, 10.000 đô thậm chí nhiều bạn nói giá BTC xuống chỉ còn có vài ngàn đô mà thôi cho nên ngay khi đó nó chia sẻ thì không mấy người quan tâm đâu các bạn đó chính là cái thời điểm mà chúng ta nhìn thấy rất nhiều người lo lắng và rất nhiều người đang lỗ đó chính là thời điểm mà các bạn có thể suy nghĩ đến tích lũy dài hạn nếu như các bạn tin vào lịch sử của những chu kỳ cũng như là tin vào lịch sử của một số những cái chỉ số on-chain và đương nhiên chỉ số on-chain chỉ là một tài liệu thôi các bạn chúng ta không thể dựa vào đó 100% nhưng mà các bạn hãy kết hợp với lại phân tích căn bản phân tích tin tức à, phân tích kỹ thuật để có thể có được một cái nhìn tổng quát hơn và chúng ta có thêm một tài liệu on-chain nữa, một tài liệu mà nhiều bạn quan tâm đó chính là chỉ số NUPL. Các bạn nhìn thấy chỉ số này đó chúng ta đã đi vào cái dùng màu vàng trên màn hình rồi. Nghĩa là chúng ta đang ở trong cái dùng gì các bạn? Màu vàng có nghĩa là chúng ta đang nằm trong cái dùng lạc quan. Chúng ta vẫn chưa đi vào cái dùng màu xanh lá cây, nghĩa là lòng tin. Nếu chúng ta trở về năm 2019, nếu như các bạn tin tưởng năm nay tương tự như năm 2019 chúng ta cũng có một cái sự hồi phục cũng rất đáng kể các bạn từ 3.600 đô mà giá BTC các bạn đã nhớ thời điểm đó đã lên tới cái mức là khoảng chừng 13.000 đô rồi sau đó mới có sự điều chỉnh xuống còn khoảng chừng là 7.000 đô nhưng mà cái mức đó vẫn cao hơn gấp đôi so với mức mở đầu thì các bạn thấy được là năm 2019 cái chỉ số NUPM này đã lên tới cái vùng màu xanh lá cây ngay đây các bạn trước khi mà chúng ta trở về cái vùng màu vàng và chúng ta bắt đầu thấy có một sự điều chỉnh giá bây giờ chúng ta vẫn đang nằm trong dù màu vàng vẫn chưa vào dù màu xanh lá cây thì đây là những cái tài liệu on-chain mà tôi muốn mang đến cho các bạn để các bạn có thêm một win mà thôi chúng ta đương nhiên như thường chia sẻ đó không thể dựa vào bất cứ một tài liệu nào 100% nhưng mà ít nhiều gì à, thường nghĩ nó cũng cho các bạn à, một cái nhìn tổng quát hơn và Thuận có thể chia sẻ nhiều thông tin thú vị với các bạn như thế này đó là tại vì uh, Classno cung cấp cái account professional để uh, Thuận sử dụng để mà chia sẻ thông tin với các bạn cho nên những mà nào mà muốn một hộ kênh Thuận capital đó thì bên dưới thường sẽ để link liên quan tới classno để các bạn có thể tham gia và sẽ được giảm 10% nếu như các bạn sử dụng link của Thuận capital đó là BTC còn những altcoin này sao các bạn altcoin ngày hôm nay thì chúng ta có xanh có đỏ nhưng mà các bạn thấy là phần lớn nó cũng xanh chúng ta nhìn thấy là Pepe hôm nay tăng 13% FXX tăng 8% Render 7.9% và chúng ta cũng có Flow giảm 9.8% nhưng mà tổng số vốn hóa đó thì để không refresh lại các bạn thấy là tổng số vốn hóa thì tăng 1% ngày hôm nay à, chúng ta vẫn hơn 1,2 2 nghìn tỷ và đương nhiên đồng mà tăng nhiều nhất cho chúng ta hay là pepe tăng 14,75%, render 8.1 và fracture tăng 7.8%. Chúng ta thấy đồng giảm nhiều nhất đó, thì chúng ta có Flow giảm 9.7%, Synthetic giảm 7% và chúng ta có Litecoin và Bitcoin Cash đó, thì cả hai đều giảm khoảng 4.5%. Nhưng mà cả hai đồng này đều tăng rất là nhiều gần đây rồi. Và Thuận Capital cũng có một cái bài bỏ phiếu đó. muốn biết thêm về những bạn đang xem Thuận Capital là trường phái nào. Thì có những sự lựa chọn như là các bạn đang xem kênh Thuận Capital, các bạn là một trader, các bạn là một hodler, các bạn là cả hai luôn và đương nhiên em biết gì đâu <laughs> thì các bạn đang thấy là à, có phần lớn là ho cũng không có gì làm thùng báo bất ngờ các bạn tại vì kênh Thuộc capital thì tiêu chỉ à, là đầu tư dài hạn và trung bình giá và các bạn thấy được là bốn mươi phần trăm các bạn là ho à, còn lại chúng ta có trader là chín phần trăm nhưng mà cả hai đó thì cũng không nhỏ các bạn hai mươi sáu phần trăm thì à, nói đơn giản hơn là khoảng hơn phân nửa như các bạn xem kênh này là có cái xu hướng ho Chúng mình nhìn thấy được là kết quả ở trên YouTube cũng tương tự HODL và cả hai là kiếm tỷ lệ không nhỏ các bạn Cộng hai cái này lại đã hơn 50% Và đương nhiên ở trên Twitter cũng có cái sự tương tự các bạn HODL và cả hai Thuận đọc HODL thay vì HODL Nhưng mà nào mà theo dõi uh, crypto một thời gian Cũng đã biết là HODL là cái cách đọc của thị trường này các bạn <laughs> và chúng ta cũng có một cái sự đứng chính đến từ SEC. các bạn đã nhớ là chúng ta có một cái tin đồn ngày hôm qua là chủ tịch giao chancellor uh, đã thông báo từ chức tại vì uh, liên quan tới cái cuộc điều tra nội bộ. Chúng ta đã nhớ hôm qua đó đó về tin đồn mà thôi, và thường có nói với các bạn là đừng tin cho đến khi nào mà chúng ta có nguồn tốt hơn xác nhận thì uh, cuối cùng chúng ta đã có nguồn tốt hơn nhưng mà đáng tiếc uh, không như nhiều bạn mong muốn sec đã thông báo là Gary chancellor không có tổ chức tại vì sau cái tin đồn đó, đó thì nhiều người cũng đã email sec trực tiếp hỏi coi có thật hay không thì cuối cùng không phải là sự thật các bạn nhưng mà điều thú vị đó là rất nhiều người tin cái thông tin đó uh, và cái thông tin đó, đó là được tạo ra bởi ai người ta dùng ai để tạo ra và khi mà đọc đó thì uh, lý do tại sao mà thường nghĩ nhiều người muốn tin đó là sự thật tại vì đương nhiên nhiều người không thích Gary Chancellor trong thị trường này thêm vào đó nữa là những cái lý do dẫn đến Gary Chancellor từ chức cũng không phải là không có khả năng đâu các bạn đối với Gary Chancellor thì chúng ta đã có rất là nhiều nghi vấn rồi và Quốc hội cũng đang tìm hiểu nhiều cái tài liệu liên quan tới Gary Chancellor, chi tiết hơn đó, chúng ta đã biết là cái mối quan hệ giữa Gary Chancellor với lại Simon Free và FTX thì cũng không hề đơn giản, các bạn đã biết là sau khi mà rời khỏi chức vụ là chủ tịch của CFTC thì Gary Chancellor đã dạy học tại trường MIT và khi mà đi dạy học đó thì sếp của Gary Gensler đó chính là giáo sư Clan Allison thì Glenn Allison là sếp của Gary Gensler ở trường MIT và Clan Allison là ba của Caroline Allison có nghĩa là CEO của Alameda và Caroline thì đương nhiên có quan hệ với là Sam and Free và đây cũng là cái dấu chấm hỏi các bạn tại sao mà Sam Free có thể liên hệ trực tiếp với lại Gary được à, lý do là tại vì có có sự quan hệ như thế này đương nhiên bên trong chuyện xảy ra đó thì chúng ta chỉ có thể đưa ra chuẩn đoán mà thôi chứ không biết sự thật được nhưng mà những gì mà được nói đến trong cái lá thư được tạo ra bởi AI đó thì cũng khiến nhiều người tin đó là sự thật tại vì nó cũng mang một cái khả năng trong đó các bạn khả năng giao chancellor từ chức là không phải là không có đâu nhưng mà chúng ta đã thấy là một trong những cái mấu chốt đó chính là liên quan tới cái mối quan hệ giữa Sam and Free và Gary Gensler, hai người này đã từng gặp mặt với nhau ít nhất là hai lần thì hai lần đó đã nói những gì đó là điều quốc hội muốn biết và quốc hội muốn biết tất cả những cái thư từ qua lại giữa Gary Gensler với lại Caroline, với lại Simon Free, với lại ba cô Caroline muốn biết tất cả những cái email đó đã nói gì trong đó. Nếu như mà chứng minh được Gary Gensler đó có cái phần thiên vị hay là có cái phần thất trách thì khả năng chức cũng không phải là không có đâu và không phải là riêng những người trong thị trường crypto này không thích Gary Gensler các bạn các bạn đã biết là SEC là quản lý chứng khoán và dưới lãnh đạo của Gary Gensler đó thì cũng đã có nhiều đề xuất liên quan tới lực chứng khoán mà những người phố War cũng không chấp nhận các bạn cũng đang chống đối lại cho nên Gary Gensler đó thật sự là có nhiều người không thích hơn là các bạn nghĩ và như thường đã từng, từng chia sẻ các bạn đó, tại sao Gary Gensler lại lựa chọn tấn công thị crypto ngay thời điểm bây giờ nếu như mà quan tâm đến chiếc ghế ngồi của mình, quan tâm đến cái con đường chính trị đó thì cái cách mà đơn giản nhất, an toàn nhất là ngồi yên không làm gì hết chờ quốc hội ra luật rồi dựa vào đó để mà bắt đầu quản lý thị trường này thì nó sẽ tốt hơn thay vì là đi chứ một bước như vậy cũng làm cho nhiều trong quốc hội cũng bất mạng tại vì Gary Gensler chỉ có thể áp dụng lực mà thôi không thể tạo ra lực mà gần như là ghen cho sự muốn tạo ra lực thì tại sao như vậy đó là một trong những câu hỏi mà thường cũng đã từng chia sẻ với các bạn nhưng mà hôm nay đó thì à, thường lại nhớ đến một cuốn sách các bạn cuốn sách này cũng xuất bản cũng rất lâu rồi đó chính là the 40 laws of power nghĩa là 48 luật của quyền lực thì trong cuốn sách này đó là nói tới 48 luật của quyền lực nhưng mà trong đó đó có một câu chuyện câu chuyện này đó được chia sẻ là có một cái ông vua, ông vua này ra thì đã tấn công cái thành và cuối cùng cũng đã chiếm được cái thành đó và cũng đã à, xử lý xong ông vua cũ và ông vua này sẽ trở thành ông vua mới của cái thành đó. thì đương nhiên khi mà lấy thành thì người trong thành đó họ sẽ không có trung thành với mình, người dân cũng không có thích mình, thì sẽ dẫn đến là nhiều người sẽ đứng lên chống đối hay là biểu tình. người dân không lo trồng trọt, không đo đóng thuế thì cũng sẽ không có hiệu quả. thì ông vua này ông vua mới đó thì đã nghĩ ra một cái chiến lược chiến lược của ông là như thế này ông sẽ để một vị tướng vị tướng này đó là cực kỳ hà khắc và cực kỳ tàn bạo để quản lý người dân thì đương nhiên như là ông vua đã muốn vị tướng này đó đã quản người dân một cách cực kỳ tàn bạo bóc lột người dân thì có thể nhiều bạn cảm thấy là nếu như ông vua mới này đã muốn lấy lòng người dân thì tại sao lại để một ông tướng mà tàn bạo như vậy để quản lý người dân thì ông vua này đó để ông tướng này hoành hành một thời gian người dân đã không chịu nổi nữa và ông vua này đó thì đột ngột đi bắt ông tướng đó và đem đi xử lý các bạn và đã đưa một vị tướng khác tốt hơn để quản lý người dân rồi người dân đương nhiên là tung hô ông vua mới này như là một anh hùng các bạn và mọi người đều trung thành với ông vua mới này thì câu chuyện này đó làm Thuận nhớ tới chúng ta đang chuẩn bị có cái cuộc bầu cử năm 2024. Không biết là Gail Cancer có phải là cái vị tướng tàn bạo trong câu chuyện hay là không. Các <laughs> bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment ở bên dưới rồi chúng ta có một số những thông tin khác thường muốn chia sẻ với các bạn à, trước hết chúng ta có thông tin đến từ thái lan à, thì à, chi tiết hơn đó là sec bang quẻ chứng khoán của thái lan đã có một quy định mới quy định này đó là yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ crypto đưa ra các cảnh báo rủi ro khi mà tham gia crypto tất cả các nền tảng phải hiển thị thông báo có nội dung là crypto có rủi ro cao vui lòng nghiên cứu và hiểu kỹ các rủi ro của crypto vì bạn có thể mất toàn bộ số tiền đầu tư và cảnh báo này đó phải được hiển thị rõ ràng người dùng phải đồng ý và thừa nhận các rủi ro trước khi mà được sử dụng dịch vụ à, ngoài tuyên bố miễn trách nhiệm mua rủi ro này ra đó thì à, các thay đổi cung cấm nhà cung cấp sử dụng tiền khách hàng để cho vay hoặc là đầu tư À, thì các bạn thấy được là nhiều bạn cũng đã nghĩ đến cái này giống như là à, đòi hỏi là ở trên cái à, gói thuốc lá đó thì à, phải để một câu nói là hút thuốc có thể dẫn đến ung thư phổi à, thì cái này nó cũng tương tự như vậy nhưng mà thật ra nó cũng không có gì gọi là quá lạ đâu các bạn à, thuận cũng cảm thấy lạ hơn là thái lan chưa có những quy định này tại vì các bạn thấy là ở hoa kỳ đó thì hầu như nền tảng nào cũng phải có những cái câu nói tương tự như vậy ngay cái nền tảng liên quan tới cổ phiếu các bạn giống như là e-trade thì các bạn thấy được bên dưới này e-trade cũng có những cái thông báo tương tự như vậy là đầu tư thì có rủi ro và có thể là mất tiền chúng ta nhìn thấy được một nền tảng khác đó mà thường sử dụng đó chính là webo thì webo cũng là nền tảng mà chủ yếu dùng cho stock các bạn và cũng có thể dùng cho crypto và có thể mua bán option thì họ cũng để là những người đầu tư option thì có thể là mất tiền một cách nhanh chóng trong thời gian rất là ngắn và có thể dẫn đến thua lỗ hoàn toàn khi mà đến ngày hết hạn. thì những nền tảng đều có những thông báo tương tự như vậy thì đó cũng là điều mà thường nghĩ SEC Thái Lan muốn có và quy định này sẽ bắt đầu vào cuối tháng này cái này cũng ít ra cho các bạn thấy là Thái Lan cũng ít nhiều gì đã có luật càng ngày càng rõ ràng hơn để quản đến crypto đương nhiên có luật là muốn thị trường phát triển chúng ta cũng có một thông tin khác đến từ Singapore các bạn thì thông tin đến từ Singapore này đó, dựa theo Bloomberg họ uh, thông báo là Singapore yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ crypto đó thì bây giờ họ phải lưu trữ tiền của khách hàng trong một cái quỹ trust fund một cái quỹ khác chứ không phải là tự lưu trữ. Tại vì họ sợ những cái sự kiện liên quan tới giống như là FTX liên quan tới Three Arrows à, khi mà gặp vấn đề đó thì mới biết là tiền khách hàng đã bị trộn lẫn và đã được sử dụng đi đầu tư đi cho vay à, và không còn nữa. Thì à, bây giờ họ muốn những công ty cung cấp dịch vụ crypto ở Singapore phải có một cái quỹ hoàn toàn riêng biệt quản lý một công ty khác để đảm bảo tiền đầu tư về những sự kiện như là ftx sẽ không xảy ra nữa thêm vào đó nữa các bạn thấy là cái cơ quan tài chính của singapore đó thì họ cũng đang nghĩ đến là có nên cho phép người dân tham gia vào landing hay staking hay không thì landing cũng không cũng hiểu các bạn tại vì đương nhiên các bạn gửi tiền cho bất cứ nền tảng nào để mà có lãi thì nền tảng đó đương nhiên cũng cần phải có lãi để trả lại cho bạn chứ nếu không thì lãi từ đâu mà ra thì đương nhiên cái rủi ro đó sẽ cao và các bạn đã thấy rủi ro đã dẫn đến sự sụp đổ của những công ty lớn như là Voyager Celsius nhưng mà còn về staking đó thì tùy theo các bạn nếu như mà staking on chain à, mà người ta cung cấp dịch vụ thì người ta sẽ lấy một phần với dịch vụ còn các bạn lấy phần staking rewards thì chúng cảm thấy là cái này có hợp lý mà thôi thì không lý do gì mà không cho người dân tham gia. Tại vì các bạn thấy nếu như mà chúng ta nói tới staking Ethereum đó, thì nó không có đơn giản như là stake Cardano. Cho nên Stake Ethereum thì thường sẽ có cái công ty thứ ba đứng ra để có thể uh, uh, xử lý và chạy những cái node chứ nếu không các bạn phải tự chạy uh, những cái máy validators thì các bạn phải chạy 24/24 -24. và nếu như các bạn không có online đủ nó sẽ bị phạt. Cho nên sẽ có một công ty thứ ba để mà làm việc đó và lấy cái uh, phần thưởng xứng đáng của họ rồi phần còn lại là người dùng sẽ lấy thì không lý do gì mà không cho người dân tham gia nhưng mà bây giờ chỉ là đề xuất mà thôi các bạn và tất cả những đề xuất này ra thì đều không ảnh hưởng đến những cái tổ chức đầu tư chỉ ảnh hưởng đến cho những cái account của người dùng thông thường như thôi với các bạn mà thôi đó là thông tin đến từ Singapore Chúng ta cũng có một thông tin khác nữa đến từ một quốc gia là Belarus. Thì Belarus là quốc gia nằm ở đâu các bạn? Đây là quốc gia Belarus. Belarus thì nằm các bạn thấy được là bên tay phải đó chính là Moscow nghĩa là nước Nga. Các bạn thấy là bên tay uh, trái là Poland, bên trên là Lithuania và bên dưới này là Ukraine. Thì Belarus nằm ngay chính giữa và quốc gia này đó thì họ muốn cấm Peer to peer các bạn đó là muốn cấm buôn bán trực tiếp crypto giữa người với người và họ nói là những buôn bán crypto đó thì phải thông qua một sàn giao dịch có giấy phép mà thôi. À, tại vì sao các bạn? Tại vì họ nói là họ cảm thấy là buôn bán peer to peer đó, peer to peer giữa người với người à, thì có khả năng cao là sẽ dùng tiền đó trong những việc phạm pháp rửa tiền vân vân và họ nói là họ đã tịch thu à, tổng cộng đó là những cái sự kiện sử dụng crypto bất hợp pháp lên tới 8 triệu đô la và vì lý do đó họ muốn cấm peer-to-peer -peer trong quốc gia này. Và theo tôi hiểu đó thì ngoại trừ peer-to-peer, -peer, người dân quốc gia này vẫn có thể sử dụng những sàn giao dịch để mà mua bán chứ không cần phải sử dụng peer-to-peer -peer. Nhưng mà để hơn chia sẻ thêm một số thông tin rồi các bạn sẽ tự đưa quyết định là có phải họ thật sự là muốn chống lại những việc phạm pháp Hay là muốn quản đến người dân Đã từ lâu rồi đó người dân của Belarus họ đã nói là quá khó khăn để có thể đem tiền vào quốc gia hay là đem tiền ra quốc gia Rất là khó khăn để làm được điều đó Cho nên họ đã sử dụng crypto Tại vì crypto có thể di chuyển xuyên quốc gia được một cách đơn giản Và đương nhiên khi mà họ làm điều đó, đó thì họ không có muốn bị theo dõi bởi chính phủ thì các bạn thấy được là chính phủ của Belarus cũng đã đòi hỏi những sàn giao dịch là cung cấp những cái tài liệu cho người dùng người nào tên nào ở đâu và đã gửi bao nhiêu tiền thông qua những sàn dịch đó thì theo luôn hiểu đó những sàn dịch thì cũng đã từ từ phải hợp tác với chính phủ Belarus thì người dân có thể là chỉ còn cách sử dụng peer to peer mà thôi và các bạn thấy là bây giờ đã chính quyền của Belarus lại nói là muốn cấm peer to peer chỉ được sử dụng thông qua sàn mà thôi các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới và đây là tất cả những thông tin mà thùng muốn chia sẻ với các bạn trong một video ngày hôm nay thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thùng Capital Thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link cho mình dưới video này Để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% Khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance Và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi Không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn và trong video ngày hôm nay đã chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của thuận capital thì như bạn có nói biết là thuận đang gây dựng một cái kênh thuận capital source đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short